Đà Nẵng thêm hàng chục ca nhiễm cộng đồng. Thưa quý vị, Đà Nẵng ghi nhận 65 ca mắc COVID-19 với 32 ca cộng đồng, 8 ca cách ly tập trung, 24 ca cách ly tại nhà và 1 ca trong khu phong tỏa. Trong các ca nhiễm cộng đồng, 2 trường hợp làm tại công ty thủy sản Thuận Phước, quận Sơn Trà, 2 trường hợp là công nhân công ty Việt Hoa, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Triều. Đặc biệt, có 13 ca làm việc tại công ty Hữu Nghị, quận Sơn Trà. Ngoài ra, các ca nhiễm cộng đồng có người là tiểu thương, nhân viên y tế. Bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhìn nhận, những ngày gần đây, số ca mắc cộng đồng tăng lên. Đặc biệt, số ca bệnh tại các khu công nghiệp đang có dấu hiệu tăng nhanh. Vì vậy, lực lượng y tế địa phương phải thực hiện chặt chẽ việc điều tra truy vết, hạn chế tối đa việc bỏ sót F1 nhằm làm giảm sự lây lan của dịch bệnh. Bà cũng cho hay, thành phố đã thống nhất với phương án cách ly F1 tại các khu công nghiệp để góp phần giảm áp lực cho các địa phương. Hiện tại, Đà Nẵng đang tăng cường lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên nhà hàng, quán ăn các chợ trên địa bàn cảng cá Thọ Quang. Bức ảnh dẫn hồn người mất vì Covid-19 về nhà, không cờ đèn kèn trống mà sao sót ra. Thưa quý vị, những người đã nằm xuống vì đại dịch Covid-19 trong xóm nhỏ đã được tổ chức lễ tưởng niệm giản dị. Trong quan niệm của dân gian, những người từ trần ở nơi khác ngoài căn nhà họ đã sống và gắn bó cần được dẫn đường để về nhà với những ai không được làm lễ tang chỉn chu theo đúng phong tục, việc đưa đường chỉ lối cho họ càng quan trọng hơn. Vừa qua, hình ảnh những người trong một khu phố ở Sài Gòn đốt nến, bày hoa để giúp những hương linh hàng xóm của mình, những người đã qua đời trong đại dịch COVID-19 trở về đã khiến dân mạng không khỏi xót xa, xa. Những cái ghế nhỏ đặt xuống làm bàn, hoa và đèn giản dị hết cỡ. Những chiếc ghế cũng được sắp đặt theo phong cách giãn cách, hệt như những người sống phải giữ khoảng cách với nhau trong mùa dịch. Dưới ánh đèn vàng vọt, Vài người ra thắp nén hương tưởng niệm những hương hồn láng giềng của họ, những người mà vài tháng trước vẫn còn nguyên da thịt, còn qua lại chuyện trò, san sẻ buồn vui. Virus có lẽ không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, địa vị xã hội, người giàu hay người nghèo. Nếu không may mắn họ qua đời và đã chịu đựng phút cuối cô độc, tội nghiệp như nhau. Chỉ còn những người ở lại với nỗi nhớ thương và khoảng trống mênh mang không thể lấp đầy. Người đăng tải bức ảnh chẳng nói gì nhiều, nhưng cái không khí u u linh linh, cái hưu hắt của những đèn nến dẫn đường thì không thể giấu nổi. Những người đã trải qua đại nạn ấy rồi trở về, thân nhân của những người đã ra đi rồi sẽ ngừng khóc, sẽ phải bước tiếp mà sống. Nhưng những vết hàn trong tim sao có thể chữa lành một sớm một chiều. Nhiều người đã chia sẻ cảm xúc của mình trước bức ảnh. Mỗi ngọn nến là một phận người, một cuộc đời và đằng sau đó là biết bao người thân của họ bà em mất trong đợt dịch vì già yếu, ông thọ 97 tuổi. Thế mà lòng em vẫn nhớ tiếc, xót xa không biết bao giờ nguôi. Nhìn ảnh này bất giác đau đớn quá, thương đường bào mình quá. Những bàn cúng đơn giản trầm mặc nhìn thật bồi hồi xúc động, cầu mong vong linh của những người đã khuất trong cơn đại dịch vừa qua sớm được siêu thoát. Những ngày này, khi cuộc sống dần trở lại, ở Sài Gòn thấy nhiều cảnh này lắm. Khi còn sống có thể tất cả chỉ là người dưng, nhưng khi ai đó nằm xuống rồi, còn phân biệt thân sơ trí nữa, cái chết nào cũng xót xa như nhau. Hà Nội không cho cách ly F1 tại nhà ở 4 quận nội thành, chuyên gia nói gì? Thưa quý vị, việc Hà Nội quy định F1 tại 4 quận nội thành không được cách ly tại nhà dù đủ điều kiện là thiếu căn cứ khoa học và không đúng quy định. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Hà Nội, cách thức phòng chống dịch nên áp dụng thống nhất giữa các tỉnh và không phân vùng trong một tỉnh, thành phố. Trong chiến lược phòng chống dịch của ngành y tế không có quy định về địa giới hành chính, nội hay ngoại thành, chỉ cần đảm bảo đủ điều kiện theo đúng quy định. Được Hà Nội quy định 4 quận nội thành, bao gồm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đông Đa, không được phép thực hiện cách ly F1 tại nhà dù có đủ điều kiện là thiếu căn cứ khoa học và không đúng quy định. Nếu Hà Nội cho rằng nội thành đông đúc, nếu cách ly trong nội thành làm lây lan dịch, thì nhìn thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đông hơn mà vẫn làm được. Hơn nữa, cần hiểu cách ly tại nhà là cách ly trong mỗi hộ gia đình. Do vậy, dù có nội thành hay ngoại thành, nếu đáp ứng điều kiện thì hoàn toàn nên để F1 cách ly tại nhà thay vì cách ly tập trung. Ông Hùng giải thích rõ hơn, khi nói đến cách ly tại nhà, quan trọng nhất người được cách ly và không phải đảm bảo khoảng cách, buồng riêng, dụng cụ riêng, không giao tiếp trực tiếp, đảm bảo người trong cùng gia đình không lây nhiễm cho nhau để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cộng đồng. Người không cách ly trong gia đình cũng hạn chế ra ngoài, mang khẩu trang, khử khuẩn tay trước khi ra ngoài, không đến nơi đông người. Quy định của Hà Nội mang nặng cảm tính, không có căn cứ khoa học. Bởi khi Bộ Y tế đưa ra quy định, điều kiện để thực hiện cách ly F1 tại nhà là đã tính toán dựa trên hướng dẫn quốc tế, từ kinh nghiệm thực tế các tỉnh thành đã thực hiện và bằng chứng khoa học. Nếu địa phương nào cũng ban hành những quy định khác nhau, không dựa trên cơ sở pháp lý, khoa học sẽ ảnh hưởng sự tuân thủ của dân. Về lâu dài ảnh hưởng hiệu quả phòng chống dịch ông Hùng nhấn mạnh. Ông Hùng cho biết thêm, điều Hà Nội cần làm hiện nay là tiếp tục tăng cường phủ rộng vaccine mũi 2 với người trên 18 tuổi, đặc biệt là đối tượng nguy cơ cao như người cao tuổi, người có bệnh nền, và giải quyết việc cách ly tại nhà cho ổn. Chính quyền cần tuyên truyền để mọi người dân hiểu phải có trách nhiệm tham gia phòng chống dịch khi dịch đến với mình. Lý do Hà Nội không cho phép cách ly F1 tại nhà ở 4 quận nội thành. Trong ngày 23 tháng 11, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội có văn bản trả lời cơ quan báo chí về chủ trương không cách ly người tiếp xúc gần F1 tại nhà ở 4 quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng được dư luận quan tâm những ngày qua. Theo đó, Ủy ban nhân dân Hà Nội đưa ra quyết định này trên cơ sở tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia và căn cứ tình hình dịch thực tế trên địa bàn. Các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng là nơi tập trung trụ sở của các cơ quan của Đảng, nhà nước và tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức quốc tế tập đoàn kinh tế lớn. Bên cạnh đó, bốn quận là nơi có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều hoạt động giao lưu, giao thương kinh tế với tần suất cao để phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, đây là khu vực có tầm quan trọng đặc biệt và cần phải áp dụng các biện pháp đặc biệt để bảo vệ an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự cũng như dịch bệnh. Trước mắt, thành phố Hà Nội chủ trương không điều trị F0 tại các bệnh viện và cách ly F1 tại nhà ở khu vực bốn quận lõi nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực này. Với người cao tuổi, người có bệnh nền Phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi, thành phố cho phép cách ly tại nhà nếu có đủ các điều kiện theo quy định. Đối tượng còn lại thực hiện cách ly tập trung do bộ tư lệnh thủ đô quản lý hoặc cách ly tự nguyện tại các khách sạn được thành phố cho phép. Trong thời gian tới, tùy thuộc vào diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn, thành phố sẽ có những điều chỉnh tổng thể phù hợp nhằm kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhất với phương châm sức khỏe và tính mạng của nhân dân là trên hết. Thi thể lại chất chồng thảm họa đang xảy ra tại đất nước từng tự hào dẫn đầu châu Âu về tốc độ tiêm chủng COVID. Thưa quý vị, từ nhà vô địch tiêm chủng, đất nước này tu xuống trở thành nơi có tỷ lệ phủ vaccine thấp nhất châu Âu. Hậu quả để lại thì thật tăng thương trong làn sóng COVID-19 lần thứ tư. Thật tàn khốc, quá sức tàn khốc. Y tá Claudia Inonita cất tiếng nói kèm theo một tiếng thở dài. Trước mặt cô là một hàng dài băng ca, xếp trước nhà xác Bệnh viện Đại học Bucharest, Romania mỗi chiếc băng ca có một chiếc túi màu đen, bên trong là những thi thể vô hồn. Nhà sắc này có sức chứa 15 thi thể, nhưng ngày hôm ấy, họ tiếp nhận 41 trường hợp. Không đủ chỗ, những xác chết được xếp đầy hành lang bên ngoài. Vang vẳng từ bên trong là tiếng khóc than của một phụ nữ duy nhất thời điểm đó được đi vào nhìn cha mình lần cuối. Bệnh viện Đại học Buncharet là cơ sở y tế lớn nhất tại thủ đô của Romania, nơi được dùng để điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Làn sóng dịch bệnh lần thứ tư đang khiến họ phải chật vật trong khi điều tồi tệ nhất vẫn còn chưa tới. Từ khi hành nghề, chưa lúc nào tôi nghĩ mình phải trải qua một thời khắc như vậy. Ionita nói tiếp, tôi không thể ngờ tình cảnh thảm họa này có thể xảy ra. Không nghĩ rằng có ngày chúng tôi phải đưa cả một gia đình về nơi an nghỉ cuối cùng. Các tầng trên của bệnh viện này cũng khác. Toàn bộ giường bệnh tại đây đã chuyển thành giường chăm sóc tích cực ICU và chỉ còn đúng một giường trống đang được một y tá thay ga. Chiếc giường ấy trống là bởi vì người từng nằm ở đó đã được chuyển xuống nhà xác bi kịch của đất nước từng tiêm chủng nhanh hàng đầu châu Âu. Vào lúc này, Romania nằm trong số những nước châu Âu có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất, chỉ 36% dân số nước này được tiêm chủng toàn bộ. Bất chấp việc họ từng rất phấn khởi với tốc độ tiêm chủng hàng đầu châu Âu có được vào tháng 12 năm 2020, nhà chức trách lý giải tỷ lệ này bằng nhiều yếu tố, bao gồm sự nghi ngờ của công chúng, niềm tin sâu sắc vào tôn giáo, cùng cơn bão tin giả đang hoành hành trên mạng xã hội. Khi bác sĩ Alexandra, 32 tuổi, đến làm việc tại trung tâm tiêm chủng ở Bucharest sau ca làm việc ban đêm. Cô nhận thấy lượng người xuất hiện là rất thấp. Cô cảm thấy khá bối rối khi áp lực của dịch bệnh dường như không có chút giá trị với công chúng. Các bác sĩ, cả tôi nữa, đang cố gắng tuyên truyền cho mọi người rằng căn bệnh này thực sự tồn tại. Montano chia sẻ, Diana là một trong những người thuộc cộng đồng anti-vax có tầm ảnh hưởng nhất. Theo truyền thông ghi nhận, cô gái này đã từng tổ chức ngăn chặn người đi tiêm vaccine tại một trung tâm tiêm chủng phía đông bắc đất nước. Nếu còn yêu thương con trẻ, đừng có tiêm chủng, đừng giết chúng. Trích trong một video do cô gái này chia sẻ trên mạng xã hội. Thời điểm hiện tại, các vaccine hiện hành ở Romania đã được kiểm tra cẩn thận để sử dụng trên trẻ em và được chứng minh là đủ an toàn cũng như hiệu quả. Nhưng điều này là không đủ để ngăn cô gái này cùng những người chung quan điểm với cô lan tỏa những tin đồn vô căn cứ trên truyền thông và mạng xã hội nhà chức trách và nhân viên y tế Romania đang rất khó chịu vì một nhân vật có tầm ảnh hưởng từ công chúng như cô lại đang tìm cách phá hoại nỗ lực chống dịch của họ. Hãy nhìn vào thực tế đi, đại tá Valerino, một bác sĩ quân đội đang vận hành chiến dịch tiêm chủng toàn quốc cho biết, chúng tôi đang phải đối mặt với những khu ICU kín bệnh nhân, chúng ta có rất nhiều ca nhiễm mới và thật không may là hàng trăm người chết mỗi ngày. Đây là thực tế và 90% người chết là những người chưa tiêm chủng. Trước cửa bệnh viện Bucharest là một biểu ngữ lớn, che kín một phần tòa nhà. Họ đang chết ngạt, họ đang cầu xin, họ đang hối hận. Những dòng chữ in đậm. Phía trên là hình ảnh nhân viên y tế đang khổ sở chăm sóc bệnh nhân Covid trong khu ICU. Nhưng bên dưới, chỉ một số ít người nhìn vào nó, cũng chẳng mấy ai bận tâm. Chẳng bao lâu sau, tấm biểu ngữ đó sẽ được treo ở nhiều thành phố lớn nữa. Có sự thao túng ở đây, một số người nhất định không tin vào vaccine. Một người phụ nữ tên Claudia cho biết, Thị trưởng vùng Bosansi là một trong những người có tầm ảnh hưởng với công chúng nhưng thuộc cộng đồng anti-vax. Chúng tôi không chống lại vaccine, nhưng chúng tôi cần xác nhận nó, giảm được lo âu. Chúng tôi không nghĩ vaccine này là an toàn. Quan điểm của Myron là vậy, bất chấp các dữ liệu từ y tế hay truyền thông. Linh mục của một ngôi làng thuộc vùng Bonsasi thậm chí còn không tin COVID-19 nguy hiểm, vì tại làng của ông vẫn chưa có ai chết. Tôi chỉ tin vào những gì mắt thấy, chứ không phải tai nghe. Chúng tôi vẫn chưa có ai chết cả có thể vài người mắc bệnh nhưng người chết bằng không có thể nói đó là điều may mắn cho ngôi làng của Kroturu bởi ngôi làng này nằm ở vùng rất hẻo lánh tại những nơi khác tỷ lệ tử vong cao hơn rất nhiều như Susseva nơi có tỷ lệ cao thứ ba cả nước chỉ cách xí chưa đầy 10 phút lái xe một nghĩa trang ở đây đang có rất nhiều huyệt mộ mới đào chuẩn bị làm tăng lễ trở lại với nhà xác bệnh viện đại học Buncharet, một nhân viên y tế đang đóng đinh vào chiếc quan tài gỗ trong lúc đồng nghiệp xịt khử khuẩn bên cạnh với một nạn nhân của COVID-19 sẽ không có đám tang được mở áo quan dành cho họ. Vaccine có ý nghĩa sống còn. Ionita khẩn khoản. Mọi người phải hiểu điều đó, kể cả trong giờ phút cuối cùng. Và với nạn nhân đang nằm trong chiếc áo quan kia, mọi thứ đã là quá muộn rồi. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình đến cho quý vị và các bạn. Để lùi dịch bệnh, kính mong quý vị và các bạn cùng thực hiện đúng 5K của Bộ Y tế để bảo vệ mình, người thân và cả cộng đồng. Để xây dựng và phát triển, chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của quý vị. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.